Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Ngọc Sa Ban. Ngày hôm nay thì Ngọc Sa Ban lại tiếp tục cho nhân viên đi giao chiếc ghế massage nội địa Nhật. Các bạn có thể nhìn thấy là khung cảnh hiện tại cũng đang rất là muộn rồi. Nhưng theo mong muốn cũng như là nhu cầu của khách hàng muốn nhận ghế trong tối hôm nay, nên là Ngọc Sa Ban vẫn cử nhân viên đi giao chiếc ghế này tận nơi cho khách hàng. Chiếc ghế này thuộc dòng Balasolic và có mã là MA102 mới tinh nguyên hộp cho anh Vũ Mạnh Thắng ở thành phố Hồ Chí Minh. Và trên sau khi giao chiếc ghế cũng như là lắp đặt chiếc ghế thì ở trên đây thì nhân viên của Ngọc Sa Ban đang hướng dẫn anh Thắng sử dụng chiếc ghế này. Đặc biệt đây là một trong những bản cao cấp của Balasolic, nên là dòng này thuộc dòng trí tuệ nhân tạo, nên nó rất là thông minh, cũng như cái bảng điều khiển của nó thì các bạn có thể nhìn thấy là nó rất là rộng. Bên trong là các nút đều là các phím cảm ứng, và nó có thể nó sẽ chia ra làm hai phần là bài tự động cũng như là bài vùng khác nhau. Đặc biệt những dòng thông minh thế này thì nó sẽ lưu trữ được cái thói quen của người dùng. Đây là mình chỉ cần sử dụng 1-2 lần thôi, nó sẽ lưu trữ được thói quen đó, và mình chỉ việc sau mình thao tác rất là đơn giản thôi thì mình có thể sử dụng được cái bài đánh này. Ngọc Sa Ban xin cảm ơn anh Thắng cũng như gia đình đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm tại cửa hàng của Ngọc Sa Ban. Ngọc Sa Ban xin kính chúc anh và gia đình có thật là nhiều sức khỏe.